Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm bánh bông lan bơ. Cách mình làm thì cái trật tự bỏ cái nguyên liệu vô trong cách làm thì nó hơi đảo lộn một chút. Chẳng qua đây là cái cách để mình thí nghiệm coi thử cái phần nào là quan trọng trong cái để cho ra cái bánh như ý. Thì theo mình thấy là cái cách tạo ra cái meringue, là cái trồng trắng trứng đánh nổi lên là quan trọng nhất, và cái nhiệt độ trong lò để mà cho ra bánh có bị xẹp hay không, có bị chảy nước ở dưới hay không, là tất cả đều là do cái phần đánh trồng trắng. Để phụ trợ với lại trồng trắng được cứng, gọi là ổn định ha, thì mình sẽ xài thêm cái cream of tartar. Bơ thì mình xài cái loại bơ mặn bởi vì mình không có sẵn bơ lạc. Nếu mà bạn xài bơ lạc thì thêm một chút xíu muối. Trứng, ba cái trứng. Bột bánh thì mình xài cái cake flour. Nếu bạn không có cake flour thì bạn có thể xài bột mì đa dụng. Mình sẽ bớt cái bột mì đa dụng ra từ 15-20%, thay thế vào đó là bột cornstarch, tức là tinh bột bắp á, thì nó sẽ tương đương với lại bột mì đây, bột làm bánh là cake flour. Bây giờ thì mình phân tách cái hai cái mà trồng trắng và trồng vàng ra. Trồng trắng phải bảo đảm là không có một chút mỡ nào dính trong tô, trong đồ đánh á, cho nó sạch. Trồng đỏ thì nó có thể dính trồng trắng, nhưng mà trồng trắng thì không được dính trồng đỏ. Rồi xong cái phần trứng xong thì bây giờ mình qua cái phần mà bơ với lại sữa. Mình sẽ xài 40g bơ mặn. Bạn có bơ lạc thì bạn thêm vô chút xíu muối. Và 40g sữa. Mình bầm bầm cho cái bơ nó nát ra. Chút thì mình đem bỏ microwave cỡ từ 15-20 second. Tùy thuộc vào cái bơ của mình đang lạnh hay là đã trở lại cái nhiệt độ phòng rồi. Thì từ 15-20 second, bạn không có cần nấu nóng lên. Nếu mà bạn để lâu nấu nóng nó bung ở trong microwave á, cẩn thận. Đây là mình để cỡ 15 second là được rồi. Mình lấy ra hơi lợn cỡ, bạn khuấy chập là nó cũng tan. Còn nếu bạn không muốn làm kiểu nhanh đó thì bạn có thể bỏ nó vô trong cái nồi nước nóng á, mình làm cho nó ấm lên là nó cũng tan ra. Theo cái tỷ lệ thì có một trứng xài 1/8 cái lọ to này, nhưng mà mình xài 3 trứng thì mình sẽ lấy là 1/3. Còn nếu mà các bạn không có cái loại cream of tartar này á, thì các bạn có thể thay thế một trứng là gấp đôi cái tartar này, tức là một trứng thì sẽ xài một nửa muỗng cà phê nước cốt chanh. Mình bắt đầu mình đánh á, thì mình đánh luôn luôn ở tốc độ chậm nhất, rồi đến khi nó đục là nó nổi bọt lên rồi á, thì mình mới bắt đầu mình bỏ đường vô. Mà mỗi lần mình bỏ đường á, thì mình bỏ cỡ 1/3 đường, mình bỏ từ từ vô. Cái này thì mình bỏ cũng hơi vội đó. Nếu mà bạn bỏ mà lẹ quá thì đường nó sẽ là coi như là nó sẽ bị vữa ra đó, nó không có kịp tan liền ở trong cái trứng. Rồi mình đánh cho đến khi mà nó mình kéo nó cái lên cái mũi nó hơi cong cong xuống là được, thà nó mềm còn hơn nó cứng. Nó cứng quá thì nó qua cái cứng đó rồi á, thì nó sẽ vữa lại, nó bên cái bị bể ra cái bong bóng liền. Mặc dù mình đã có cái chất tartar đó vô, nó sẽ dùng cái sẽ giúp cái sự ổn định của cái lòng trắng trứng này hơn. Mình đánh này khoảng từ 4-5 phút. Mà các bạn, nếu mà trứng mình lấy ra mà còn lạnh á, thì mình đánh rất là lâu nha. Bạn lấy trứng ra, khi mình tách ra thì trứng từ tủ lạnh lấy ra thì mình tách ra,
lạnh đó thì dễ tách hơn là để tới cái nhiệt độ phòng. Nhưng mà khi tách rồi mình khoan là mình để cho nó rồi là hơi ấm ấm ở trong phòng rồi mình hãy đánh nó thì cho nó lẹ hơn. Rồi mình sau khi mà cái lòng trắng của mình đã nó đã ổn định rồi á thì mình bỏ ba cái lòng đỏ vô. Ba lòng đỏ nên mình cân á, là 53 gram. Hồi nãy ba cái lòng trắng đó mình cũng cân để cho các bạn có con số để so sánh là 112 gram trồng trắng, 53 gram trồng đỏ. Rồi sau khi mình cho nó mình khuấy sơ nó thì mình bỏ vô 70 gram cái bột bánh, mình bỏ qua cái rây mình đẩy mình rây nó vô trong bột ở trong trong cái trồng đỏ với lại trồng trắng. Mình trộn sơ cho nó đều cái bột bột khô đó. Các bạn thấy cái cách này mình làm là mình dựa thêm trên cái cách mà mình làm cái bánh macaron đó. Rồi bây giờ thì mình mới bỏ cái bột, bỏ nó cái sữa với lại bơ mà đã chảy lỏng ra rồi đó. Thì bây giờ mình cái việc mình trộn cho mình thấy nó đều hết cái bột khô rồi. Sau khi mà mình thấy hết bột khô rồi thì mình mới bắt đầu mình đánh, không phải là đánh mà mình gọi là phô, nó là xếp á, là móc từ ở dưới mình lấy lên. Mình đếm cỡ khoảng là 30 cái, từ 30 tới 35 cái, cỡ mỗi cái trứng á, thì mình tính cỡ như là 10 cái. 10 cái mà đàm móc từ dưới mình kéo lên đó. Đúng ra là người ta nói là mà mình thấy cái điều đó cũng đúng, là cái trồng trắng sau khi mình đánh xong á thì mình nên làm ngay. Nhưng mà nếu mà mình để bỏ bột vô sau hoặc bỏ nước vô sau thì cái thời gian khuấy này á, nó sẽ nhiều hơn á. Nhưng mà mình thấy nó không có ảnh hưởng nha. Đây là cái thí nghiệm của mình mà mình thấy không ảnh hưởng. Bạn thấy trong bột á mình đánh lên nhiều vậy đó, nó cũng đâu có bột khí chen vô giữa đâu. Chứ nếu mà bạn đánh mà trứng rồi bạn bỏ trồng đỏ mà đánh trước, trồng đỏ rồi mình mà đánh chung với bơ với sữa rồi á, rồi mình bỏ bột riêng ra rồi á, mình đánh vô á, có nhiều khi nó còn bị bọt lên á. Còn cái này bạn thấy không, đặc queo à. Thành ra cái quan trọng là mình làm sao cái trồng trắng nó cho nó đúng. Còn những cái thành phần khác mình thấy ấy, chính không quan trọng. Và cái kế tiếp quan trọng nữa là cái lửa, cái cách mình nướng thôi. Bây giờ thì sau khi mình đã đánh nó xong rồi, cái hỗn hợp xong thì mình bỏ, nếu mà bạn có thể bỏ thẳng, nếu bạn thấy đều rồi bỏ thẳng vô trong cái khuôn đã lót giấy rồi. Nhưng mà tại vì cái mình sẵn cái hồi nãy cái rây này nó đã dính bột, mình rây bột vô mà, thì mình lấy mình đã bỏ nó vô luôn. Cái khuôn này là cái cỡ của nó, kích thước của nó là 6 nhân 2 inch. Nhà tính ra bên cm thì cỡ 15 cái chiều chiều đường kính với lại 5 chiều cao. Trong đó, khi đó thì mình đã chuẩn bị cái bếp, mình xài cái lò nhỏ, mình chỉ có lửa trên nè, thì mình cho vô cái tra nước, mình đổ cỡ 1 cm nước mình đổ vô lò mình nấu, mình preheat trước á. Preheat là tức là mình làm nóng cái lò trước cỡ như 10 phút. Mình sau khi đổ bột vô trong cái khay rồi á thì mình thổi nó dài cái để cho những cái bong bóng mập mập á, bự á, thì nó bị bể ra. Rồi cho cẩn thận thêm á, thì mình lấy cái cây nhọn á, mình xoáy nó theo vòng tròn chừng vài đường để cho những cái bong bóng nhỏ nó cũng xẹp luôn, bị bể luôn. Thì bây giờ mình bỏ nó vô lò, mình bỏ trong cái tre nước đó. Sau 10 phút á, thì mình thấy nó lên chừng đó. Bạn thấy bên này giữa 350 với 300 á, thì mình đoán là 325, nhưng mà bên này á cái nhà kế này nó chỉ có 250 à. Cho nên mình không biết cái lò sai hay là cái nhà kế này sai, mình kiện với Amazon nó ship mình cái mới tới rồi. Sau 20 phút á thì cái bánh mình nó ló lên
gần tới cái mặt, gần tới 2 inch. Nhưng mà bạn để ý kỹ này, ở giữa nó hơi thõm xuống, ở giữa vẫn còn sống, nó còn chất lỏng cho nên nó chưa bung lên. Thì đến 30 phút á, là nó bung cái ở giữa lên luôn. Bạn thấy không? Cái nhiệt độ nó bên này nó vẫn chưa tới 250 độ. Cho nên mình chỉ phỏng đoán là đây là chắc khoảng là 300 độ. Mình đưa cái công thức cho bạn là 300 độ nha. Nhưng mà mình thực tế mình ghi đó, mình không biết cái nào đúng, cái nào sai nữa. Rồi sau 45 phút đó thì bánh như vậy đó. Nhưng mà mình không có lấy ra, mình để sẵn, mình để trong lò nó 10 phút nữa để cho nó nguội từ từ. Chứ bạn để mà mình từ từ mình đậy nhẹ nhẹ là mình không có tạo áp lực á. Rồi sau khi mà lấy 10 phút mình lấy ra ngoài á, thì bạn chờ cho nó hơi, bạn thấy trong cái thau nước nên nó cũng vừa cạn luôn, nó chỉ còn có chút xíu à. Nước mình để qua, mục đích nước này á, là để giống như mình hấp cái bánh, nó tạo thêm độ ẩm ở trong lò để cho nó khỏi là khô. Nếu mà nó khô quá thì cái mặt nó sẽ bị nứt. Rồi cái thứ hai nữa là để nó phân phối nước ở phía dưới, nó phân phối cái nhiệt độ nó đều hơn. Khi mà mình lật bánh, khi bánh nguội rồi mình lật ra như vậy á, đáng lẽ là mình bánh khi mình để cho nguội bên ngoài mình lật nó trước, để cho cái bánh nó, ví dụ như nó xẹp, nó xẹp từ trên nó xẹp xuống, thì cái bánh mình nó đỡ bị xẹp hơn. Nhưng mà mình thấy khi mà mình ụp như vậy á, có nhiều khi cái mặt ở trên nó chưa kịp khô á, nó dính luôn, mất luôn cái mặt ở trên luôn. Bây giờ thì mình lấy cái miếng giấy lót ra, nó hơi bị dính ở dưới. Cái bánh mà của mình cũng hơi bị eo một chút xíu, cũng không có sao. Tại vì mình, bạn biết khi mà mình nướng á, mình thấy cái bong bóng nó nổi lên, mình mở lò ra, mình chọt mấy cái bong bóng cho nên có mấy cái dấu á. Mình chọt chọt như vậy và là một cái sai lầm. Là thứ nhất á, là mình không cần chọt, nó từ từ nó cũng xẹp xuống à. Tại sao đó mình thấy mình chọt nó cũng không hết gì, nó còn làm cái mặt mình nó, cái mặt bánh chứ không phải mặt mình. Cái mặt bánh nó có dấu vết đó. Và với khi mình mở cửa lò ra như vậy, nhiệt độ nó bị mất đi, rồi bánh nó bị xẹp xuống. Nó kỹ là bánh thì cũng ok, nó không phải là nó xốp đè xuống rồi nó bung lên trở lại, nó không phải là cái kiểu như là so đấy. Cái bánh này á, nó xốp mà nó mềm, nó mình cũng không biết diễn tả bạn ngó vậy đó. Ăn thì cũng rất ngon, nhưng mà nó có hơi có mùi trứng. Nếu mà các bạn mà kỹ á, thì bỏ mùi vani vô, hoặc là bỏ tất cả cái mùi vị gì bạn thích vô. Bạn có thể bỏ cái nước cam hay là cái hương vị gì thơm á, mình bỏ vô cho nó phá cái mùi trứng đi. Và mình cũng nói thêm với cái phần, mình dành cái thời gian sau này để mình nói thêm cái phần lòng trắng trứng. Thì các bạn, lòng trắng trứng á, các bạn đã, nếu mà mình lấy từ trứng từ trong, hồi nãy mình đã nói rồi nhưng mà mình nhắc lại, mình lấy từ trong tủ lạnh ra mình làm liền á, thì mình đánh trứng rất là lâu. Mình có cảm tưởng là mình đánh cũng có nhiều khi cũng cả 20 phút cũng chưa là bung lên. Thành ra tốt hơn hết đó là mình lấy trứng ra, mình tách nó ra rồi mình phải là mình để cho nó hơi ấm ấm trở lại á, rồi mình mới làm. Thì về cái trồng trắng nó sẽ vững hơn á, với là cho nó nhanh hơn, nhưng mà không có yêu cầu, nó không có làm hư, nhưng mà nó chỉ làm lâu thôi. Rồi cái video làm cái bánh bông lam bơ của mình tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.